chào mừng quý vị phụ huynh cùng các bạn học sinh thân yêu đã đến với hệ thống trường mầm non Kendall's Kids Preschool. Cơ sở 1 và cơ sở 2 của hệ thống trường mầm non Kendall Kids, nhà trường triển khai dạy học theo dự án STEAM kết hợp với giáo dục một số kỹ năng của phương pháp Montessori. Cả hai phương pháp giáo dục hiện đại này đều đề cao thực hành học tập, hướng trẻ đến tính độc lập. Với sự kết hợp tuyệt vời này sẽ giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề thông qua hoạt động làm việc nhóm. Thì cái tiêu chí mà mẹ chọn trường á thì là cái hướng phát triển với lại cái hướng học tập cho bé. Còn ông bà ở nhà á thì lại lo về cái chuyện ăn uống là nhiều hơn. Cho nên á, khi mà mẹ tìm hiểu tới ba ngọn nến thì mẹ đã chọn được một cái ngôi trường đầy đủ cả hai tiêu chí mà cả ông bà vừa thích mà mẹ cũng yên tâm nữa. Gia đình chúng tôi gửi cháu vào trường ba ngọn nến bởi vì chúng tôi thấy cơ sở vật chất ở trường này rất là tốt. Các cô giáo ở đây thì có chuyên môn cao. Cái thứ ba nữa là việc ăn ngủ nghỉ của các cháu cũng được nhà trường chăm sóc rất chu đáo, rất tốt cho sự phát triển của các trẻ nhỏ. Từ khi mình gửi con ở đây mình thấy con mình thay đổi rất là nhiều. Và con còn biết nhận biết rất là nhiều thứ. Và con còn đi ngang qua trường học cũ rồi mà con còn biết so sánh là con rất là thích ở ngôi trường ba ngọn nến. Con còn nhiều khi con tự hào con đi đâu con cũng khoe. Con khoe con học ở trường ba ngọn nến như thế nào. Con khoe, con kể, con đi học về con kể, đó là cái niềm vinh dự đối với gia đình á. Ấn tượng ở cái điểm trường này thì thấy cơ sở vật chất thì nó rộng, thoáng mát hơn. Này, vì mỗi ngày con được ăn những món ăn ngon của con yêu thích và được chơi gì đồ chơi. Ở trường ba ngọn nó có nhiều đồ chơi vui và có nhiều bạn chơi với con. Các cô thương con như là mẹ của con được học nhiều điều mới lạ.